Chàng trai mặt ngựa này vừa đáp chuyến bay đến Peru thì gặp một ông chú đến sân bay để đón anh. Vừa chào hỏi dứt câu, chàng trai mặt ngựa đã bị ông chú chào bán mấy món đồ mà ông chú cóp nhặt ở đâu đó, nhìn như vậy thôi mà ổng mang cả thế giới trong lớp áo đó. Sau bài chào hàng nồng nhiệt của ông chú thì chàng trai mặt ngựa đành bỏ ra 2.000 để mua chiếc súng vô tri của ông ấy. Khi đang ngơ ngác đỏ ửng cả mặt vì nhìn gái thì anh chàng bị đám người bí ẩn bắt đi. Lúc này chú chó ngậm viên đá nhảy ra từ ba lô khiến cô gái cùng ông chú nhanh chóng lên xe đuổi theo để cứu chàng trai. Chàng trai mặt ngựa đang bị tra khảo trên xe bởi tên lính đánh thuê với bàn tay máy, hắn ép anh khai ra viên đá bằng mọi cách, cho đến khi anh lôi ra hộ chiếu chứng minh họ đã bắt nhầm người. Nhân lúc chúng sao nhãng, anh chàng đã lấy chiếc súng vô tri mới mua từ ông chú để thoát khỏi chiếc xe của lính đánh thuê. Vậy anh chàng ngốc này là ai, sao bị bắt cóc ngay khi đặt chân đến Peru? Anh chàng mặt ngựa này tên Tadeo John, từ nhỏ anh đã luôn mong muốn trở thành một nhà khảo cổ học. Ba mẹ anh mất sớm trong vụ tai nạn xe hơi lúc Tát chỉ mới 5 tuổi, bà nội đã nuôi anh lớn cho đến khi bà mất. Thấm thoát thời gian thoi đưa, Tát giờ đây đã là một chàng trai mặt ngựa. Vì để tiếp tục theo đuổi đam mê nên anh đã làm việc trong một công trường gần bảo tàng nổi tiếng. Nhưng vì ngờ nghịch nên anh đã bị ông chủ đuổi việc đến 7 lần trong một năm, lần này Tát quyết định nghỉ luôn khỏi đuổi. Sau màn nghỉ việc đầy hào nhoáng, Tát lên xe cùng chú chó đến gặp giáo sư Humbert để ông ấy kiểm tra món đồ anh mới tìm thấy có phải đồ cổ hay không, nhưng tiếc thay nó vẫn chỉ là bản sao. Lúc này Tát mới đưa thư mà cô thư ký kêu là khẩn cấp cho giáo sư Humbert và ông ấy biết được rằng người bạn giáo sư Lavrov của mình đã tìm ra được thành phố thất lạc Paititi mà họ theo đuổi bấy lâu nay. Vì mỗi người giữ một nửa viên đá được coi như chìa khóa mở ra Paititi nên giáo sư đã nhanh chóng bắt chuyến bay đến Peru. Theo truyền thuyết, Paititi là do người Inca đã nhờ mẹ thiên nhiên giúp họ cất giấu kho báu của mình. Để tránh sự cướp bóc của Tây Ban Nha nên mẹ thiên nhiên đã kêu họ mang kho báu đến địa điểm bí mật Paititi với một thần chú kho báu vàng. Paititi chính là biểu tượng người Inca. Và đây cũng là cách người Inca cất giấu kho báu của mình. Tass đã dùng khả năng lái xe thượng thừa của mình để kịp đèo giáo sư đến sân bay, nhưng vì quá vội nên giáo sư đã bỏ quên ba lô và tiến vào sân bay. Rồi lại đi nhầm vào khu vực trơn trượt khiến giáo sư lao vào xe đẩy hành lý và ngất lịm. Đội y tế đến khiêng giáo sư đi và kêu Tass hãy yên tâm lên chuyến bay vì họ cho rằng Tass là giáo sư Humbert. Đây chính là sự khởi đầu cho hành trình truy tìm kho báu của Tass. Khi Tass mới đáp chuyến bay xuống Peru đã gặp ông chú Freddy đến đón khách hộ giáo sư Lavrov. Và cô gái nóng bỏng khiến Tass mê mẩn chính là Sarah, con gái của giáo sư Lavrov. Cô cùng Freddy và chú chó Jeff đuổi theo để giải cứu Tass. Lúc này Tass dùng súng vô tri mới mua của ông chú Freddy để thoát khỏi vòng vây của bọn xấu và kịp thời lên xe của Freddy rồi rời đi. Nhưng tên lính đã kịp bắn con chip định vị vào xe của Freddy, chú chó Jeff tinh nghịch lại vô tình nuốt phải nó. Tass tự giới thiệu mình là giáo sư John được giáo sư Humbert cử đến thay. Khi về đến văn phòng của giáo sư Lavrov, Sarah đã hốt hoảng vì căn phòng như vừa bị ai đó phá. Lúc này chú chim Benzoni mang thư mà giáo sư Lavrov nhắn dặn con gái hãy giúp mình bảo vệ nửa viên đá. Cùng với màn kịch câm của Benzoni thì Sarah biết rằng cha mình đã gặp nguy hiểm. Cô nhanh chóng lên đường tới Machu Picchu để giải cứu cha. Sau khi Sarah thay bộ đồ mát mẻ khiến Tass không còn lý do từ chối mà quyết lên đường cùng cô để giải cứu giáo sư Lavrov. Lên tàu họ gặp lại Freddy, ông chú có nhiệm vụ bảo vệ Sarah. Trong khi Freddy đang mải mê chào hàng thì bọn xấu đã lần theo dấu vết và có mặt trên chuyến tàu. Tên đầu sỏ với bàn tay máy đã đi đến và yêu cầu Sarah giao viên đá ra. Nhờ sự nhiệt tình cộng ngu dốt của Tass đã khiến viên đá rơi vào tay của tên đầu sỏ. Cuộc chiến của hai bên bắt đầu, chim Benzoni tức tối nói gì cũng đến tay tao. Sau khi cuỗn được viên đá khỏi tay bọn xấu nhưng vì nhắm mắt khi bay nên Benzoni đã va vào tấm biển khiến viên đá bay lên nóc tàu. Trong lúc đấu đá với bọn xấu, Sarah vô tình biết được chúng thuộc tập đoàn Odysseur, bên chuyên cướp bóc những báu vật, chúng sẽ làm mọi thứ để đạt được thứ mình muốn rồi giao bán cho ai trả giá cao nhất. Sau khi vật vã lặn lội cầm được viên đá trong tay, Tass và Sarah lọt xuống toa cuối cùng là chuồng ngựa hôi hám. Khi đám người xấu đuổi tới thì Tass cùng mọi người đã cưỡi ngựa bỏ chạy rồi. Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng đã đến được Machu Picchu. Sarah và Tass đi tìm giáo sư Lavrov, còn Freddy tiếp tục đi bán hàng. Kết quả là họ đã chậm một bước, giáo sư đã bị bắt. Dựa vào bức ảnh gia đình và nhớ lại lời cha đã từng nói, Sarah nhận ra địa điểm mà chắc chắn cha đang bị bắt giữ chính là sa mạc Nazca. Cô đã nhanh chóng đi kiếm chú Freddy rồi lên đường. Nhưng đời không như mơ, bọn xấu đã đuổi đến đây chúng giáo giết truy tìm hội Tass, cả bọn đã nhanh chóng cũng được chiếc khinh khí cầu hình burger rồi chuồn khỏi đó. Khi họ đang thư giãn chiêu chiêu xem phim làm bánh, bỗng chú chó Jeff bị khó thở, sau khi Tass xốc chú chó lên thì cuối cùng nó cũng nôn ra thiết bị theo dõi. Lúc này Sarah mới hiểu ra tại sao bọn xấu kia luôn bắt kịp cả nhóm. Cuối cùng họ cũng đã đến được sa mạc Nazca và đương nhiên bọn xấu cũng đuổi đến, chúng đã bắt giữ cả nhóm Sarah rồi đưa đến chỗ giáo sư Lavrov. Tại đây Tass được gặp thần tượng của mình là Mark Morden, khiến anh vui sướng cho đến khi Mark và Sarah hôn nhau thì anh mới biết buồn là như thế nào. Lúc này tên đầu sỏ bắt Sarah giao viên đá cho hắn, nếu không hắn sẽ giết cả lò nhà Sarah. Và khi viên đá được đặt vào vòng tròn, cứ tưởng nó sẽ mở ra bản đồ dẫn đến Paititi, nhưng sau khi xoay một vòng thì nó lại đứng im, khiến tên đầu sỏ tức giận bắt giáo sư Lavrov phải giải thích.
nhưng ông ấy đã đánh lạc hướng và dẫn chúng đến địa điểm khác, để lại lời nhắn cho Sarah qua những câu nói vì ông hy vọng đứa con gái thông minh của mình sẽ giải mã được điều này. Sau khi đám người xấu rời đi, nhờ vào hành động của Tass giúp Sarah hiểu ra ẩn ý trong lời nói của cha. Cô và Tass hợp sức đẩy cánh cửa đó ra, phía bên trong chính là bản đồ dẫn đến Paititi nhưng vẫn cần phải giải mã. Lúc này, ông chú Freddy cũng đã kéo ra được khung vàng tròn gắn trên tường, mà vô tình đó lại là nút khởi động bẫy, khiến mọi thứ đang dần sụp đổ. Đột nhiên nhờ sự xuất hiện của chú chó Jeff khiến Tass tin rằng sẽ có lối ra nên đã bế Jeff đi lần mò đường ra. Sarah cố gắng gượng lại để giải mã bản đồ, cô hiểu về con đường cũng là lúc chú chó Jeff tìm được đường ra mới khiến cả bọn thoát một mạng. Khi vừa ra khỏi thì mọi thứ bên trong đã sụp đổ hoàn toàn. Sarah biết rằng bọn xấu đã đào nhầm chỗ nên cả bọn nhanh chóng di chuyển đến vị trí chính xác của thành phố thất lạc. Tass cũng không quá vô dụng khi anh biết lái khá các loại xe khác nhau. Sau khi đi một ngày, họ cũng đã đến khu rừng vì không thể đi xe vào nên cả bọn đã đi bộ, trời cũng tối nên cả nhóm đốt lửa và nghỉ dừng chân tại đây. Tass và Sarah ngồi tâm sự mỏng đêm khuya, trong khi ông chú Freddy đang ngủ say ngoác cần câu với chim và chó. Tass đã định nói ra thân phận thật sự của mình với Sarah nhưng cô lại ngủ thiếp đi khiến anh lỡ cơ hội thú nhận. Đám người xấu vẫn đang miệt mài đào bới ngày đêm. Phía bên này nhóm của Sarah quyết định chia ra để tìm kiếm cho nhanh. Mới đi một hồi, Tass đã bị một con báo đuổi té khói. Trong khi Sarah và Freddy đã bám lên cây dừa từ đời nào rồi. Con báo như đói mấy chục năm giờ mới có mồi ngon nên nó không dễ gì tha cho Tass. Nó dồn anh vào gốc cây, vì đường vào nhỏ nên nó chỉ có thể cào móng vuốt vào bên trong. Để cứu được Tass, chim Benjoni khôn lỏi đã ném quả dừa về phía con báo, hợp lực với Sarah và Freddy. Cuối cùng họ cũng đã đuổi được con báo và cứu mạng Tass lần hai. Nhưng trong cái rủi có cái may, Tass lại vô tình tìm thấy thành phố thất lạc. Sau khi do thám, đập đá khiến cánh cửa mở ra, suýt chút nữa Sarah đã bị rớt xuống. Đám rơi đen bay lên trời khiến giáo sư Lavrov nhận ra con gái đã tìm thấy được Paititi, lúc này tên đầu sỏ đã mất kiên nhẫn vì đào ngày đêm mà không thấy gì. Hắn cũng đã nhìn thấy đám rơi nên nhanh chóng di chuyển đến đó. Bên này nhóm của Tass vừa thử nghiệm độ sâu của hố bằng quả dọi may mắn thì đám người xấu cũng đuổi đến. Chúng nhanh chóng dựng thiết bị và đưa quân xuống thám hiểm. Lần này chúng đưa cả hai cha con Sarah xuống, còn Tass và Freddy bị giữ ở lại. Trước khi xuống dưới, tên Mark đã ra hiệu cho đám tay sai giết Tass và Freddy, mới khiến Tass nhận ra bộ mặt thật của người mà mình vẫn luôn thần tượng. Tass đã cố thoát khỏi họng súng của tên lính bằng cách đánh lạc hướng hắn ta. Sau màn vật lộn cùng với sự hỗ trợ của chú chó Jeff và chim Benjoni, cuối cùng họ cũng đã triệt hạ được đám lính. Tass một mình lao xuống để cứu Sarah, còn Freddy ở lại chơi bài poker với Benjoni và Jeff. Trong khi Sarah và nhóm người xấu đi cửa bên trái theo lời giáo sư Lavrov, thì Tass lại chọn ô bên phải theo như lời mách bảo của cha thông qua chiếc măng sét mà anh đã tìm thấy hồi bé. Đi một hồi thì anh tìm thấy bức tượng người Inca cổ và gặp xác ướp bảo vệ thành phố. Hai khứa nhìn nhau rồi lần lượt la làng chạy loạn lên vì sợ hãi. Bằng cách thần kỳ nào đó, Tass lại chạy về đúng chỗ của Sarah. Lúc này tên Mark kia cũng nói ra sự thật về thân phận của Tass, anh chỉ là một tên nhân viên công trình xây dựng quèn mà thôi. Và Tass cũng không kém cạnh, anh đã nói ra bản chất xấu xa của tên Mark khiến Sarah thất vọng tràn trề khi đã tin tưởng và yêu một tên tệ bạc đến vậy. Lúc này tên Mark cũng khỏi phải diễn hắn lộ bản chất thật của mình, hắn dùng súng ép Sarah và Tass làm theo ý hắn. Lúc này xác ướp đang vội vã ôn lại bài để chuẩn bị tấn công lần một. Thả quả cầu lửa khổng lồ, theo kế hoạch nó sẽ đè nát toàn bộ đám cướp kho báu nhưng thực tế cả nhóm đã vội bỏ chạy. Tass lại vô tình bị kẹt ở cầu thang, đúng lúc nguy kịch Sarah đã kịp thời kéo Tass lên rồi bỏ chạy. Xác ướp thất bại lần một, sau khi toàn mạng sống sót cả nhóm bước sang ải thứ hai. Là một không gian toàn những dây thừng được thắt nút, chỉ khi nắm đúng dây cửa sẽ mở, còn không thì sẽ đầy rẫy nhưng bẫy đã được thiết kế bởi người Inca cổ đại. Vì giáo sư Lavrov không chịu chỉ cho chúng biết sợi dây nào là đúng, nên tên Mark đã tự suy luận theo hướng ngu ngốc khiến cả bọn một phen hú vía, một tên lính đã rơi xuống dưới dung dịch axit chết người. Tass một lần nữa sử dụng báu vật của bản thân để hành động, anh kêu cha con Sarah áp sát tường rồi anh túm lấy cả chùm dây thừng kéo xuống. Lúc này cả căn phòng đã dần sụp đổ, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Giáo sư Lavrov nhận ra và kêu Tass hãy nắm lấy sợi dây màu đỏ. Nhưng đám người xấu vẫn không chịu buông tha cho anh. Với màn đu dây vô cùng điêu luyện giữa Tass và tên đầu sỏ bàn tay máy, mỗi khi nguy kịch chiếc súng vô tri mua từ đầu phim của ông chú Freddy đều có ích. Tass dùng súng bắn, khiến bàn tay sắt của tên đầu sỏ mở ra và hắn rơi xuống dòng axit xanh lẻ bên dưới. Tass cũng thành công bám được vào sợi dây đỏ, khiến cánh cửa được mở ra, sàn nhà cũng được nâng lên. Giờ đây chỉ còn 4 người sống sót, tên Mark Tham Lam đã nhanh chóng đến chiếm lấy bức tượng. Nhưng lúc này, xác ướp bảo vệ với kế hoạch tấn công lần hai xuất hiện, với người đá khổng lồ được điều khiển thông qua hai viên đá nhỏ màu xanh. Tên Mark sợ hãi vội đầu hàng, nhưng hắn lại gian xảo lừa xác ướp ngốc nghếch để cướp lấy viên đá xanh, chiếm quyền điều khiển người đá khổng lồ. Mark bắt đầu tấn công lại xác ướp, lúc này Tass cũng chạy đến, kịp thời cứu xác ướp đang sắp rơi xuống vực và anh lại trở thành mục tiêu của tên Mark. Hắn vung tay đập loạn xạ khắp phòng và cũng nắm thóp Tass trong tay. Khi chuẩn bị bóp nát xương tan Tass, thì xác ướp đã ném quả dọi may mắn mà mình nhặt được lúc đầu chuyển đến tay Tass và anh đã ném nó trúng đầu Mark, khiến hắn loạng choạng rơi khỏi vị trí điều khiển. Người đá khổng lồ lúc này loạng choạng đập tan lớp bảo vệ bức tượng vỡ ra,
trượt chân và rơi xuống dưới. Mark nhanh chóng chạy lại bức tượng, đang vui sướng vì nghĩ rằng bản thân sẽ trở nên bất tử, nhưng đời không như mơ, hắn đã bị trừng phạt một cách xứng đáng. Theo như lời của xác ướp bảo vệ thành phố nói rằng, hắn sẽ bất tử nhưng trở thành một xác ướp bần hèn chứ không tươi đẹp như hắn nghĩ. Sau đó xác ướp mở ra thành phố thất lạc Paititi và cho người lôi tên Mark nhốt xuống ngục sâu tận hưởng sự bất tử mà hắn mong muốn. Khi xác ướp chuẩn bị biến Tass thành xác ướp tiếp theo, vì sợ rằng thả anh ra thì bí mật này sẽ bị cả thế giới biết. Nhưng Tass đã dùng báu vật là chiếc măng sét của cha ra để đảm bảo rằng bí mật này sẽ không một ai khác biết đến. Xác ướp nhận ra chiếc măng sét và quyết định tin tưởng Tass rồi quay người rời đi, cánh cửa cũng dần đóng lại. Tass cùng Sarah và giáo sư Lavrov rời khỏi đó thì ông chú Freddy càm giảm vì đã bị chú chim Benzoni cũng hết đống tài sản sau vài ván bài poker. Sau cùng Sarah và Tass đứng lại dưới ánh hoàng hôn giải quyết những vướng mắc và trao nhau nụ hôn xác định tình cảm của hai người. Cuộc hành trình của Tass và những người bạn vẫn chưa kết thúc khi Sarah, người mà anh vẫn thầm yêu, một lần nữa bị đám người xấu bắt giữ. Tass cùng đồng đội lên đường giải cứu cô, nhưng lần này sẽ có thêm rất nhiều đồng đội và cuộc phiêu lưu cũng sẽ thú vị hơn. Với tham vọng làm chủ thế giới, tên triệu phú Jack Reckham độc ác đã làm mọi cách để đạt được sức mạnh quyền lực của vua Midas. Sau cuộc phiêu lưu tại Peru, Tass John và Sarah Lavrov có cuộc sống riêng biệt. Anh là một công nhân xây dựng tiếp tục nghiên cứu khảo cổ học để tốt nghiệp Đại học Chicago. Cô là một nhà khảo cổ nổi tiếng bậc nhất thời bấy giờ. Trong một lần khai phá khảo cổ dưới đáy đại dương, cuối cùng Sarah cũng tìm ra bí mật về sự tồn tại của chiếc vòng cổ King Midas. Nhất cử nhất động của cô đều bị tên Jack quan sát, hắn lên kế hoạch để cuỗng tay trên chiếc vòng. Phía bên kia Tass đang ngồi đọc sách thì đám bạn qua trêu chọc, Sarah bất ngờ gọi đến và mời anh dự buổi triển lãm của mình tại Las Vegas. Cũng là lúc Tass muốn ngỏ ý hỏi Sarah làm bạn gái mình. Tính hậu đậu vẫn còn trong Tass, anh vô tình làm rơi hộp chứa chiếc vòng cổ tặng Sarah vào băng truyền xây dựng tại công trường. Sau những nỗ lực lấy lại hộp quà, Tass lại vô tình đẩy máng xi măng lên đầu ông sếp và khiến anh bị đuổi việc một lần nữa. Tass quay trở về nhà thu dọn hành lý để chuẩn bị lên đường đến Las Vegas gặp Sarah. Bỗng nhiên xác ướp lại xuất hiện trước cửa nhà anh và kể lể về hành trình tìm lại người bạn cũ. Sau khi thả Tass đi, xác ướp bị đuổi khỏi thành phố Paititi và ông ấy đã đi khắp nơi để tìm lại Tass vì anh là người bạn sống duy nhất của xác ướp. Vì cũng không còn cách nào khác, Tass buộc phải đi Las Vegas với xác ướp và chú chó Jeff của mình. Với vẻ ngoài kỳ dị của mình, xác ướp thành công khiến ai gặp ông cũng ngất. Đến nơi, Tass kêu xác ướp ngồi im trong xe, còn mình và chú chó Jeff sẽ rời đi. Tiffany đến tiếp đón Tass, cô bé là học sinh của Sarah luôn thể hiện sự ngưỡng mộ to lớn của mình với tiền bối. Xác ướp ngồi đợi trong xe, đang nghịch ngợm với tiếng còi xe thì vô tình thấy được một anh chàng bóng bẩy đánh đàn bên đường nên đã tò mò đến xem. Xác ướp khiến anh chàng nghệ sĩ ngất xỉu và thành công cũng bộ outfit lồng lộn đó. Khi gặp lại Sarah khiến Tass rất vui, cô nói với anh về những gì mình đã khám phá được về bí mật vua Midas. Nhưng nội dung trên tờ giấy coi đó là chữ tượng hình nên họ cần phải nghiên cứu thêm. Và cuốn sổ tay của Sarah sẽ giải mã được những bí ẩn này. Xác ướp lẻn vào hậu trường gặp Tass và Sarah vì hơi dị hợm nên khiến Tiffany thấy khó hiểu. Đám tay sai của Jack giả dạng làm nhân viên phục vụ lẻn vào buổi triển lãm. Sau khi mặc bộ vest bành bao, Tass rời đi và kêu xác ướp ngoan ngoãn ở lại phòng đừng gây rắc rối vì anh muốn buổi triển lãm của Sarah được thành công tốt đẹp. Xuôi thay bộ vest bành bao của Tass lại vô trình trùng với đồng phục của nhân viên, khiến các quan khách coi anh là phục vụ mà đặt cốc lên khay trên tay anh khiến con chim Benzoni cười như được mùa. Theo truyền thuyết, vua Midas đã thỏa ước với thần, khiến ông ấy có sức mạnh biến mọi thứ thành vàng. Nhưng điều đó nhanh chóng trở thành một lời nguyền khi con gái muốn ôm ông và đã bị biến thành vàng. Vì để cứu lấy đứa con gái, vua Midas đã đến cầu xin các vị thần hãy hóa giải lời nguyền này. Và theo như vị thần nói, vua Midas phải từ bỏ chiếc vòng cổ của mình và đặt 3 phần của chiếc vòng ở khắp các ngôi đền trên thế giới. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của thần, con gái vua Midas đã trở lại bình thường và đây chính là sức mạnh của sự hy sinh vì tình yêu. Khi Sarah vừa công bố bí mật về vua Midas, đám tay sai bắt đầu hành động. Chúng ném bom khói khiến cả hội trường náo loạn để bảo vệ được tấm giấy cói Tass đã vật lộn với đám người xấu to con. Lúc này xác ướp lại xuất hiện thì bị chúng xé xác đến tơi bời. Nhưng tất cả những nỗ lực đều vô nghĩa khi tên Jack xuất hiện và lấy đi tất cả. Hắn bắt lấy Sarah rồi rời đi, cô ấy nhanh chóng vứt lại cuốn sổ nắm giữ bí mật cho Tass và kêu anh hãy cứu mình. Khi anh ấy tỉnh lại, mọi thứ đã sụp đổ. Tass vội tìm cuốn sổ của Sarah rồi lên đường. Khi Tass và Tiffany đang loay hoay dịch nghĩa chữ tượng hình, thì xác ướp cầm lên rồi đọc vanh vách những từ đó giúp họ hiểu ra ý nghĩa và biết được địa điểm mà Sarah đang bị bắt giữ chính là Granada tại Tây Ban Nha. Bên này tên Jack đang dần mất kiên nhẫn, khi Sarah không chịu nói ra sự thật hắn đành dùng đến thuốc thôi miên. Một khi đã bị tiêm thứ dung dịch này vào thì sẽ trả lời một cách thành thật nhất. Sarah không thể chống lại tác dụng của thuốc, cô đã nói ra sự thật về cuốn sổ rồi ngất đi. Jack điên cuồng cho tay sai đi tìm Tass và lấy lại cuốn sổ. Hội Tass đặt chuyến bay đến Tây Ban Nha, với vẻ ngoài kỳ dị của xác ướp khiến mọi người đều sợ hãi. Tass yêu cầu xác ướp ngụy trang để người khác không bị hoảng khi nhìn thấy ông ấy. Khi đang gọi taxi thì xác ướp xuất hiện với chiếc váy đỏ kêu sa, khiến ông chú tài xế mê đắm đến điên cuồng. Cả nhóm di chuyển đến ngôi đền đỏ, nhưng đám tay sai cũng đuổi theo họ. Chúng dai dẳng bám theo chiếc xe, vì để bảo vệ nữ thân trong lòng bác tài đã thể hiện trình lái xe thượng thừa.
đám người xấu vẫn điên cuồng bám theo, chúng bắn thuốc gây mê vào chú chó Jeff và bác tài, khiến Tuts phải chuyển tay lái. Nhưng vì quá hoảng loạn nên xác ướp đã bị rơi ra ngoài, nhờ những giải băng của ông ấy khiến hai người lộn nhào trên không trung vài vòng và thành công cắt đuôi đám tay sai. Khi đến nơi, chú chó Jeff đã ngất xỉu vì tác dụng của thuốc và bị chim Benzoni trêu chọc. Đám tay sai đã bị hội Tuts đánh bại và con mụ quản lý nghĩ rằng anh chính là một tay chuyên nghiệp. Theo như hình ảnh trong cuốn sổ, thì vị trí ngôi đền đỏ chính là một đài phun nước với 12 con sư tử. Đang loay hoay không biết cách mở ra như nào thì Tuts vô tình khiến đầu con sư tử xoay sang một phía. Anh hợp sức với Tiffany, cuối cùng họ cũng mở ra được căn cứ bí mật bên dưới đài phun nước. Phía bên dưới là một không gian tối tăm, cũng là nơi cư trú của đám trực cống và tứ phía chỉ là một màu u tối, không bản đồ thì không thể tìm ra được ngôi đền đỏ. Xác ướp nhanh trí tóm lấy một con chuột và kêu nó chỉ đường. Xui thay lại túm dính ngay con chuột chậm chạp, sau vài lần bóp nắn nó mới chịu phản ứng và chạy đi. Xác ướp kêu Tuts và Tiffany nhanh chóng đuổi theo. Sau một hồi, cuối cùng con chuột cũng tìm ra được ngôi đền, Tuts cũng tìm thấy mảnh vàng đầu tiên của chiếc vòng Midas. Ngay khi Tiffany cầm miếng vàng lên, nguồn nước từ phía bắt đầu phun ra nhanh chóng lấp kín căn phòng. Với kinh nghiệm khảo cổ học của mình, Tuts tin rằng sẽ có lối thoát đâu đây. Nhờ có xác ướp ngốc nghếch, Tuts đã tìm ra lối thoát ở dưới đáy căn phòng, nó thông với một đường cống ở phía xa. Ngay khi vừa thoát ra ngoài chưa kịp vui mừng thì tên giác tham lam xuất hiện và lấy lại hết mọi thứ cả cuốn sổ tay. Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng Tuts vẫn phải đưa cho hắn mọi thứ để cứu lấy Sarah. Điều này khiến Tiffany tức giận vì bị hớt tay trên mọi công sức. Cả nhóm đoàn tụ trở lại, Tuts bận lau đi những vết mực trên mặt chú chó Jeff do chim Benzoni chọc phá lúc nó bất tỉnh vì thuốc mê. Lúc này Tuts mới nói ra sự thật rằng anh đã xé trước những tờ giấy quan trọng chỉ dẫn đến nơi cất giấu mảnh vàng. Để tiếp tục tìm kiếm mảnh vàng thứ hai, cả đội lên xe tiến về bến cảng để di chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bác tài vẫn mê đắm nhan sắc của xác ướp, nên lúc chia tay ông đã tặng một chảo đồ ăn rồi nói những câu tán tỉnh như đúng rồi mà không biết xác ướp chả hiểu gì. Theo như tờ giấy thì ngôi đền thứ hai là ngôi đền ánh sáng, còn ngôi đền thứ ba vẫn còn là một bí ẩn vì hình ảnh là một biểu tượng kỳ lạ. Tuts thành công chiếm được vài chỗ trên chiếc thuyền nhỏ để cả nhóm di chuyển. Tôi đến anh hỏi ý kiến của Tiffany về việc mình chuẩn bị tỏ tình với Sarah. Xác ướp đang nôn thốc nôn tháo vì bị say sóng. Nhân tiện gặp Sarah, ổng lại bắt đầu giảng về những đạo lý và khiến cô quyết tâm tỏ tình với Tuts mà lại vô tình thấy cảnh thân mật của anh và Tiffany khiến cô hiểu lầm. Theo như cuốn sổ, tên Jack cũng đã xuất hiện tại đây, hắn cho đám tay sai đi khắp nơi tìm kiếm ngôi đền. Nhưng nơi đây có đến hàng trăm ngôi đền cộng thêm đám tay sai ngớ ngẩn thì sao có thể tìm ra. Xác ướp lại đổi trang phục, lần này anh ngụy trang y hệt Tuts vì bị chê nhiều lần nên làm bản sao cho khỏi nói. Khiến Tuts hết nói nổi, xác ướp còn cố tình trêu Jeff khiến nó không nhận ra ai mới là chủ nhân của mình. Khi đang cãi cọ thì gặp tên Jack, Tuts bị Jeff ngoạm một phát vì tay cầm bánh quy yêu thích của chú chó khiến anh hét toáng lên, may mà không bị Jack phát hiện. Cả nhóm đi đến sa mạc toàn những tảng đá gồ ghề. Sarah quyết định chia thành hai đội để tìm kiếm nhanh chóng hơn, cô cùng Tiffany đi về hướng bắc, còn Tuts và xác ướp di chuyển về phía nam. Khi xác ướp đang tản mạn về kinh nghiệm tư vấn tình cảm hơn 500 năm của mình. Vì để Tuts tập duyệt bài tỏ tình nên xác ướp đã ngụy trang thành một cô gái kinh dị, nhưng vì sự nhiệt tình của ông ấy nên Tuts cũng đành nói ra những lời mà mình muốn nói. Khi xác ướp đang xúc động vì những lời mà Tuts bày tỏ thì anh phát hiện đám tay sai đang đi do thám. Tuts cũng vô tình nhận ra ngôi đền mà chúng bỏ qua đó lại chính là nơi mà họ muốn tìm. Tuts kêu xác ướp ở lại trông chó và nếu chúng có quay lại thì báo động, còn mình sẽ tự vào để tìm kiếm. Tuts di chuyển khiến cánh cửa tự động mở ra, vào bên trong ngôi đền đều thấy nhưng vết chân bằng vàng còn sót lại và mảnh vàng thứ hai đã xuất hiện. Anh nhanh chóng cầm lấy miếng vàng, nhưng một luồng ánh vàng bắt đầu lan rộng ra, Tuts vội vã chạy khỏi căn phòng. Trong lúc đang hoảng loạn thoát khỏi ngôi đền nhờ luồng sáng đó, giúp Tuts nhận ra hình ảnh quen thuộc trong cuốn sổ của Sarah, đó chính là một ngọn núi. Thừa sống thiếu chết thoát khỏi ngôi đền thì gặp Sarah và Tiffany, anh kể lại ngọn núi đó và họ nhận ra sự thật rằng miếng vàng thứ ba được cất giấu tại ngôi đền do vua Midas dựng lên cho thần Apollo. Sarah yêu cầu phá hủy miếng vàng trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu sẽ khiến thế giới gặp nguy hiểm. Nhưng Tiffany lại không đồng ý vì đây là thành quả mà họ đã cố gắng mới có thể tìm ra, nên cô ta đã cũng lấy miếng vàng và lên xe rời đi đến chỗ của tên Jack độc ác. Sarah tức giận không thể làm được gì, nên cô quyết định một mình đến ngọn núi phía trước để phá hủy miếng vàng thứ ba trước khi tên Jack tìm thấy. Tuts buồn bã không biết nên làm gì thì xác ướp và chú chó Jeff xuất hiện sau khi tốt nghiệp lớp học tập yêu vỡ lòng của xác ướp. Tuts quyết định lên đường để tìm kiếm Sarah. Lên đến gần ngôi đền, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, tuyết rơi phủ trắng cả ngọn núi, đường đi cũng không hề dễ dàng. Cuối cùng Sarah cũng đã đến được cổng đền, đúng lúc này tên Jack cũng phi trực thăng tới cùng Tiffany, chúng bắt Sarah rồi tiến vào bên trong đền. Lúc này Tuts vẫn đang vật lộn với xác ướp vì không có đồ ấm nên ông ấy đã cóng hết hai chân. Sau khi thấy chiếc khăn choàng của Sarah, anh biết cô đã gặp chuyện. Để di chuyển nhanh hơn, Tuts đã dùng đĩa nhôm của xác ướp để làm ván trượt thẳng đến chỗ của tên Jack. Nhưng hắn ta chỉ đẩy anh sang một bên, rồi tiếp tục tìm kiếm miếng vàng cuối cùng. Mảnh thứ ba được cất giữ trong ngôi mộ và cây trượng của Jack chính là chìa khóa mở nắp mộ. Hắn bắt Tuts phải qua lấy mảnh cuối cùng được gắn trên xác của thần Apollo. Sau khi đã tập hợp được đủ ba mảnh của sợi dây chuyền, hắn đã có trong tay sức mạnh của vua Midas. Tiffany yêu cầu hắn ta thả mọi người đi nhưng cô bé đã quá ngây thơ khi tin vào tên độc ác tham lam này.
Hắn ta không đời nào chịu từ bỏ quyền lực nên đã điên cuồng tấn công, hắn muốn giết chết tất cả mọi người ở đây để chôn vùi bí mật. Jack gần như đã biến mọi thứ thành vàng khi tấn công nhóm của Tusk. Vì để hạ tên độc ác này, Tusk lên kế hoạch chia ba để bao vây lấy hắn ta. Nhờ có đĩa của xác ướp giúp Tusk thoát được rất nhiều đòn tấn công của Jack. Hắn ta điên cuồng sử dụng sức mạnh của mình, khi đang chuẩn bị biến Sarah thành khối vàng thì Tusk đã lao tới và phản công khiến các tảng đá rơi xuống và đè nát tên Jack tham lam. Tuy nhiên lúc này Sarah lại đang dần biến chuyển thành vàng, Tusk sợ hãi nhưng anh không biết làm gì để cứu lấy người con gái mà anh yêu. Khi căn phòng sắp sụp đổ, mọi người gọi anh rời đi nhưng Tusk quyết định sẽ chết vì Sarah. Anh đeo chiếc vòng mà mình vẫn cất giữ bấy lâu lên cổ Sarah và nói rằng mình yêu cô rất nhiều. Bỗng nhiên những mảng vàng trên người Sarah tách ra và bay lên cao tạo thành ánh sáng chói và Sarah đã trở về bình thường. Đây chính là sự hy sinh cao cả cho tình yêu, Tusk đã thành công cứu Sarah. Mọi người quay về cuộc sống bình thường. Tusk tổ chức bữa tiệc trên gác mái, mọi người đều đang vui vẻ tận hưởng bữa tiệc. Xác ướp quyết định quay về Paititi vì chiếc đĩa vàng này sẽ giúp anh được quay trở về thành phố. Sarah cầu hôn Tusk khiến anh nhảy cẫng lên với điệu nhảy kỳ dị của mình. Mọi người nhảy múa dưới ánh đèn điệu nhạc vô cùng vui vẻ. Cuối cùng Tusk cũng đã thành công nên duyên với Sarah. Xác ướp dần rơi vào mối tình ngang trái với Tusk John, khi ông không thể quên được anh ấy nên đã quyết định từ bỏ quê hương để quay trở về bên Tusk. Cả hai sống dưới một mái nhà với chú chó Jeff ngốc nghếch. Tưởng chừng cảm động, ai ngờ cảm lạnh, khi vừa gặp nhau hai cái miệng đã liên tục la hét vì tưởng đối phương là thứ kỳ dị. Xác ướp rất quý mến Tusk, bởi anh là người sống duy nhất có thể khiến ông ấy cảm nhận được tình yêu thương vốn có của loài người. Tusk cùng đoàn tham hiểm có mặt tại Mexico để thực hiện khai quật bí mật nơi đây. Anh vô tình phát hiện ra một bức tường khác biệt so với những thứ khác, khi anh nói với đoàn khảo cổ thì chúng lại chỉ coi anh là trò cười mà chế giễu. Vì để chứng minh cho họ thấy, Tusk đã vô tình nhấn vào nút khởi động khiến sàn bên dưới mở ra và anh ấy rơi tự do xuống một hố sâu tít tắp mù khơi cùng chú chó Jeff. Cũng may nhờ có những sợi dây leo đỡ, khiến anh và Jeff không bị dập mặt tơi bời. Vừa chạm đáy, Tusk đã phát hiện ra một cỗ quan tài Ai Cập đang được cất giấu tại đây. Vì để ngăn Jeff không gặm những khúc xương, nên Tusk kéo nó ra và vô tình giẫm phải nút khởi động bẫy khiến ngôi mộ bị kéo lên cao, còn lại toàn bộ nền đá dường như đang tách rời và rơi xuống. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Những tảng đá đang dần rơi ra, Tusk và Jeff gần như đã rơi xuống đáy vực. May thay Sarah Duzey kịp thời đến cứu cả hai khỏi đống đổ nát. Vì khiến mọi thứ rối tung lên nên Tusk đã bị đoàn thám hiểm khiển trách vì họ phải đào lại hang một lần nữa. Tên đứng đầu đã sỉ nhục Tusk vì anh đến tuổi này còn chưa thể tốt nghiệp thì không có cửa nói chuyện với những nhà khảo cổ chuyên nghiệp như họ. Mặc cho Tusk có giải thích như nào thì hắn ta vẫn quyết định loại anh khỏi nhóm. Tusk chuẩn bị đồ quay trở về Chicago cùng chú chó Jeff và chim Benjoni. Một tên thám tử trà trộn vào đoàn và nghe ngóng tin tức rồi báo cho một người phụ nữ bí ẩn. Cuối cùng cũng quay trở về nhà, chú chó Jeff lúc này nôn ra chiếc vòng vàng mà nó đã nuốt lúc tìm ra cỗ quan tài Ai Cập đó. Khi đang đuổi theo Jeff, Tusk bị bà chủ nhà quát mắng vì hàng xóm luôn phàn nàn về tiếng động cũng như mùi hôi từ căn phòng của anh phát ra. Sau khi lẻn được vào nhà thì một khung cảnh bừa bộn và tối đen như mực bao phủ. Tiếng động lạ trong phòng tắm thu hút Tusk, anh lo sợ đi đến và thấy xác ướp đang tắm, cả hai lại hét toáng lên rồi trao nhau cái ôm thắm thiết. Từ khi xác ướp quay trở về nhà Tusk để sống, họ đã thỏa thuận ông ấy không được ra ngoài vì sẽ khiến mọi người hoảng sợ. Và để chuyến đi đến Mexico một cách êm đẹp, Tusk đã đưa thẻ tín dụng của mình cho xác ướp tiêu xài. Chỉ trong 2 tháng, ông ấy đã mua sắm đặt hàng như bản thân là con của tỷ phú khiến Tusk gần như trắng tay. Xác ướp mà bắt chen nhanh dữ, chỉ 2 tháng mà ông ấy đã sử dụng internet và xài tiền như một con người thực thụ. Khi Tusk đang buồn bã vì bị đuổi khỏi đoàn khảo cổ, xác ướp an ủi nói rằng anh chính là một nhà thám hiểm tuyệt vời bậc nhất thế giới vì đã tìm ra ông ấy. Phía bên này đoàn thám hiểm cuối cùng cũng đã kéo được cỗ quan tài lên mặt đất. Sarah tức giận nói rằng Tusk đã đúng và thứ này chắc chắn có nhiều mối nguy hại. Tusk quay trở về cuộc sống thường ngày, tham dự tiết học chán ngắt của bà cô già. Vừa tan học đã có một cuộc gọi kỳ lạ liên lạc đến và kêu Tusk lên xe. Anh được đưa đến một ngôi biệt thự kỳ lạ của giáo sư Victoria Moon, người điều tra những điều huyền bí. Bà ấy đã luôn tìm kiếm về bí mật phiến ngọc lục bảo huyền bí từ thời Ai Cập cổ đại. Theo truyền thuyết, Hermes đã tạo ra một vật có sức mạnh của các vị thần và có thể điều khiển ma thuật chính là phiến ngọc lục bảo. Nhờ sức mạnh của nó, vương quốc Cheops đã đạt đến đỉnh cao huy hoàng chưa từng thấy. Chán nản vì không được Pharaoh ghi nhận công lao, Hermes quyết định dùng sức mạnh của phiến ngọc để lật đổ Pharaoh. Ông ấy tạo ra câu thần chú để giải phóng quái vật từ thế giới ngầm để làm sức mạnh. Nhưng điều này đã bị Pharaoh phát hiện và cất giấu phiến ngọc để không ai có thể dùng nó nữa. Truyền thuyết lan khắp nơi trên thế giới, những kẻ chinh phục vĩ đại đều ra sức tìm kiếm phiến ngọc, duy chỉ có Napoleon tìm ra. Nhưng ông ấy không thể kiểm soát được sức mạnh của phiến ngọc, vì quá sợ hãi và ngăn nó không rơi vào tay của kẻ xấu, ông đã quyết định trả viên ngọc về nơi cất giấu. Nhưng nhà khảo cổ Dominic Vivant Denon đã để lại một bản khắc chỉ dẫn đến nơi cất giấu phiến ngọc. Tuy nhiên không một ai biết vị trí chính xác của bản khắc đó, giáo sư Victoria nghi ngờ rằng nó được cất giấu tại văn phòng của Denon. Theo như nhật ký của Denon, giúp giáo sư biết được rất nhiều thông tin nhưng khi bà gần như từ bỏ cơ hội tìm lại phiến ngọc thì mảnh vỡ của nó bắt đầu sáng lên vào 3 ngày trước, là thời điểm mà Tusk phát hiện ra cỗ quan tài tại Mexico. Và chiếc vòng mà chú chó Jeff nuốt phải chính là chìa khóa để mở cỗ quan tài đó. Giáo sư đề nghị Tusk hãy hợp tác với bà ấy để khám phá ra bí mật này.
Tass vui mừng quay trở về nhà báo tin cho xác ướp thì ổng đang vui đùa đóng kịch giải cứu công chúa cùng với Jeff và Benjoni. Sarah gọi đến và kêu Tass xem TV, đám người chơ chẽn kia dám nhận hết công lao của anh. Tass nói với Sarah về đề nghị của giáo sư Victoria, nhưng cô lại không tin điều đó vì cho rằng bà ta không được bình thường. Vì không thể chấp nhận việc bị cướp công lao một cách bất công như vậy, Tass quyết định tự mình hành động. Xác ướp vui vẻ vì sắp được tham gia chuyến phiêu lưu nhưng ai ngờ bị nhốt ở nhà. Cỗ quan tài được đưa về trưng bày trường đại học Chicago. Tass lẻn vào và tiếp cận cỗ quan tài, anh dùng chiếc vòng vàng và thành công mở ra được quan tài. Nhưng đang vui mừng vì đã mở được thì một xác ướp bé tí bé tẹo hiện ngay trước mặt, khiến anh thốt ra mấy lời có ý body shaming. Ai ngờ lại được phản hồi bởi một giọng nói kỳ lạ khiến Tass sợ tái mặt tưởng rằng sẽ bị nguyền rủa. Nhưng đây chỉ là trò đùa của xác ướp, ông ấy không chịu ở nhà nữa mà mang cả Jeff và Benjoni đến đây. Khi Tass đang loay hoay dịch nghĩa các chữ tượng hình được khắc trên quan tài, thì ông chú xác ướp đã hí hoáy và mở khóa chiếc hộp huyền bí. Một luồng sáng xanh phát ra hút xác ướp chú chó Jeff và chim Benjoni vào bên trong quan tài, Tass nhanh chóng trốn dưới bục mới thoát được một mạng. Khi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng một sinh vật thân chó đầu chim ló ra, vâng chính xác đó là Jeff và Benjoni bị hòa làm một. Cả hai luân chuyển đầu đuôi với nhau một cách linh hoạt và được xác ướp gọi là Bell Jeff. Ông chú xác ướp bị biến thành một con cá sấu. Như bị điều khiến, ông ấy không thể kiểm soát được bản thân mà chạy loạn khắp căn phòng khiến mọi thứ hỗn loạn và trở thành một đống xào xáo cả lên rồi ngất đi. Tiếng chuông vang lên, Tass buộc phải kéo mọi sinh vật rời đi để tránh gặp rắc rối nhưng anh đã bỏ quên chiếc ba lô tại hiện trường. Vì đã gây ra quá nhiều chuyện, đến nước này Tass quyết làm đến cùng và để tìm ra được phiến ngọc họ sẽ phải đến văn phòng của Denon tại Paris để lấy bản khác. Nhưng vì đã bị xác ướp tiêu hết tiền nên cả đám đút nhét vào một tủ gỗ và đi lậu đến Paris. Phía bên này, phóng viên và cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để tìm ra thủ phạm gây nên đống đổ nát này. Sarah nhìn thấy chiếc lông của Benjoni và chiếc cặp của Tass cũng được tìm thấy. Cô nhanh chóng rời đi và gặp giáo sư Victoria, lên xe giáo sư nói rằng họ phải đến Paris để tìm Tass nhưng Sarah lại không muốn đi cùng bà ta vì những chuyện trong quá khứ. Và cũng nhờ tính lanh chanh của xác ướp chăm chỉ đăng IG nên cảnh sát cũng đã biết chỗ đến để bắt Tass. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như cờ hó. Sau khi kiểm duyệt ở phòng an ninh sân bay, chiếc tủ gỗ toàn mạng thông qua và đặt chân đến Paris. Xác ướp đòi đi xem tranh Mona Lisa thì mới cho mượn điện thoại. Tass vô tình nhận ra địa điểm y hệt với bức tranh chụp văn phòng của Denon. Sau khi do thám, anh biết chắc nó ở bên dưới thanh trụ này, xác ướp nghiện điện thoại nên mới 3 phút trôi qua ông ấy đã đòi lại để bắt Wi-Fi. Vì thấy Tass quá lằng nhằng nên ổng đập vỡ luôn trụ, thành công mở đường xuống căn cứ bí mật. Khi Tass đang loay hoay tìm kiếm bản khác, xác ướp đã lượn lờ khắp nơi với thanh kiếm phát sáng của mình. Ông ấy mở ra một cỗ quan tài rồi chụp ảnh tự sướng, nhưng khi nhìn lại thì một hét toáng lên vì gặp một xác ướp khác. Cô ấy tự nhận bản thân là Pharaoh cùng màn ra mắt vô cùng hoành tráng và là một xác ướp quyền quý bậc nhất lịch sử. Xác ướp từ Paititi hân hạnh làm quen thì bị xác ướp Ai Cập khinh bỉ. Cô cho rằng ngoài người Ai Cập thì không ai có thể làm xác ướp. Vào năm thế kỷ trước, cô ấy được một người chăn dê mắc nghẹn hạt sẻ cười nên đã vô tình thốt ra câu thần chú khiến cô sống lại. Nhiều năm sau, một nhà khảo cổ người Pháp tìm ra cô rồi nhốt cô ở đây cho đến bây giờ. Và người Pháp đó lại chính là nhà khảo cổ Denon. Tass muốn xác ướp Ai Cập giúp mình tìm ra bản khác để tìm kiếm phiến ngọc lục bảo nhưng cô không chịu. Khi nhìn thấy Bell Jeff, cô lại tưởng nó là thần Horus nên đã cúi đầu tỏ lòng tôn kính. Tass định viện cớ giả danh nhưng nhanh chóng bị xác ướp Ai Cập phát hiện giả mạo. Khi đang cãi cọ, cô phát hiện Tass lại chính là một nhà khảo cổ. Đúng lúc này đám cảnh sát cũng đuổi tới. Xác ướp Ai Cập chỉ dẫn lối đi bí mật nhưng phải đi cùng bồn tắm sữa chuột của cô. Cả đám nhảy lên bồn tắm rồi trôi tuột thẳng ra sông và đáp xuống một cano nhỏ. Tass nhanh trí kích hoạt cánh quạt và di chuyển, đám cảnh sát vẫn bám đuôi theo sát. Cuộc rượt đuổi kịch tính trên dòng sông thơ mộng tại Paris. Chiếc bồn tắm di chuyển trên mọi địa hình, bay lượn trên không và đón thêm một vị khách chuẩn bị về đích trong cuộc thi đạp xe và cuối cùng đâm xuyên qua con tàu của tên cảnh sát. Vị khách tức giận vứt chiếc xe rồi rời đi, cả đám cũng lên bờ chiếc bồn tắm chìm sâu dưới lòng sông. Xác ướp Ai Cập nói mình sẽ giúp Tass, nhưng với một điều kiện, anh phải khiến cô nổi tiếng được ghi chép trong các sổ sách lịch sử. Chốt deal và chuẩn bị lên đường đến thác nước sông Nin, thì xác ướp Paititi lại đăng lên IG về mọi thứ giúp tên cảnh sát biết cũng biết được vị trí tiếp theo để bắt Tass. Anh ấy vội ném chiếc điện thoại xuống sông khiến ông chú xác ướp hoảng loạn và biến thành sinh vật địa ngục chạy loạn lên. Khi ông ấy biến đổi hoàn toàn, xác ướp Ai Cập nói rằng phải làm nó vui mới khiến ông ấy trở lại. Tass chỉ biết nhảy điệu vui mừng ngớ ngẩn của mình, chẳng giúp được gì nên cô à đòng đảnh đành ra tay lấy con gà nhựa ra để dụ con quái vật. Vì đơn thuần chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, sau đó anh chàng xác ướp quay trở lại. Xác ướp Ai Cập cảnh báo Tass rằng nếu không sớm hóa giải lời nguyền thì ông ấy sẽ như vậy đến suốt đời. Cả nhóm lại chui vào tủ gỗ và bay lậu đến Ai Cập. Sarah cũng đã tìm đến văn phòng Denon và giáo sư Victoria cũng xuất hiện tại đây. Họ đã tìm ra được bản in khắc và Sarah cũng hiểu ra mục đích của Tass chính là tìm ra phiến ngọc để hóa giải lời nguyền. Tất cả mọi người đều di chuyển đến Ai Cập. Trên chiếc thuyền lênh đênh, Tass và cô nàng xác ướp tâm sự về cuộc đời. Cô ấy đã từng là Pharaoh nhưng chỉ tại vị được 3 ngày do bị anh em hãm hại. Tưởng rằng sẽ là vị vua dạng danh nhưng lại bị lãng quên một cách tệ hại. Con thuyền dương bùng cuối cùng cũng đến được thác nước. Chiếc chìa khóa được giấu trong hang phía sau thác nước và Tass sẽ một mình đi lấy nó.
Theo lời mời của Sarah thì nhóm khảo cổ xấu tính nhưng rất giỏi về ngôn ngữ cũng xuất hiện. Tass mở chiếc hộp nhưng chỉ thấy một khối hình tam giác chứ không phải chìa khóa. Vừa ra khỏi hang thì bị đám cảnh sát bao vây, tên chỉ huy cho nổ súng điên cuồng khiến tình hình hỗn loạn. Vì họ cho rằng Tass đã phá hủy bức tranh Mona Lisa vĩ đại. Nghe đến đây Tass tức giận nổi khùng với ông chú xác ướp vì luôn gây ra rắc rối cho anh trong khi bản thân lại điên cuồng tìm kiếm phiến ngọc để hóa giải lời nguyền cho xác ướp. Tass vô tình kích động ổng nên giờ xác ướp biến thành sinh vật địa ngục. Theo lời của xác ướp Ai Cập cả đám bám lên cá sấu biết bay rồi rời khỏi nó. Phía bên này, nhóm của Sarah đang tiến hành khai quật để tìm kiếm phiến ngọc. Nhưng khi phá vỡ tảng đá bên trong lại không có bất cứ dấu hiệu gì, khiến Victoria điên cuồng nghiên cứu lại cuốn nhật ký vì mong sẽ tìm ra điểm mấu chốt. Cuốn nhật ký liên tục phát sáng, nó dường như có mối liên hệ với sinh vật địa ngục, khiến nhóm của Tass rơi xuống sa mạc. Xác ướp Paititi tức giận vì bị Tass coi là gánh nặng, nên ông đã tự mình rời đi tìm phiến ngọc. Xác ướp Ai Cập cũng rời đi vì cô cho rằng Tass sẽ không thể làm được đúng như thỏa thuận. Khi gần như mất tất cả, Tass cầu xin cô ấy giúp xác ướp Paititi và lúc này viên đá tam giác cũng phát sáng. Xác ướp Ai Cập dẫn mọi người đến nơi mà nhóm của Sarah đang khai quật, chính là tảng đá đó. Vì để thâm nhập vào hang cần phải ngụy trang, sau khi dụ dỗ được hai mẻ xác ướp dễ dỗi, cuối cùng Tass cũng tiến hành kế hoạch. Cho hai xác ướp giả dạng thành dân du mục thu hút sự chú ý của nhóm khảo cổ, Tass thành công lẻn vào trong hang anh gặp lại Sarah tại đây. Tass đặt viên đá hình tam giác vào tảng đá lớn và bản đồ thực sự hiện lên. Đây chính là công trình vĩ đại do Tass phát hiện ra. Khi anh kêu mọi người vào chứng kiến thì Victoria bắt đầu trở mặt và định chiếm lấy phiến ngọc để thỏa mãn mục đích quỷ dị của bà ta. Sau khi Victoria rời đi, cả nhóm Tass bị đống đá chặn kín lối đi. Nỗ lực di chuyển những viên đá, khi vừa nhìn thấy ánh sáng cũng là lúc cả nhóm bị bắt cảnh sát bao vây bắt đi. Vì phản kháng Tass bị đánh ngất, Sarah và xác ướp Ai Cập bị nhốt chung lồng, cô nhận ra bà ấy chính là Ra Amon A, nữ hoàng của vương triều thứ 18, khiến bà ấy ôm chặt lấy cô. Tass tỉnh lại, Sarah muốn cứu anh để cả nhóm tìm phiến ngọc hóa giải lời nguyền. Nhưng Tass lại kêu cô hãy đi mà không có mình, anh cho rằng bản thân là một kẻ tồi tệ khi luôn gây rắc rối cho mọi người. Nhưng xác ướp Paititi luôn miệng nói rằng anh chính là một nhà khảo cổ tuyệt vời nhất vì đã tìm ra ông ấy. Tass đã bắt đầu hành động, tình hình của xác ướp ngày càng tệ, họ không còn nhiều thời gian. Xác ướp Ai Cập kêu mọi người hãy rời đi ngay khi còn có thể, bà sẽ ở lại vì cảnh sát sẽ cho bà một phòng riêng tại bảo tàng ở Cairo, điều mà bà mong muốn suốt 3.000 năm qua. Victoria đang bị phiến ngọc điều khiển đến mất lý trí, viên đá đã mở ra cánh cửa để vào phía trong kim tự tháp, nhóm của Tass cũng vừa kịp đuổi theo vào bên trong. Nhưng Victoria đã lấy viên đá trước và chuẩn bị hồi sinh những sinh vật từ địa ngục. Bà ta sử dụng sức mạnh của viên đá để biến xác ướp hoàn toàn thành một quái vật tấn công Tass và Sarah. Cánh cửa địa ngục được mở ra, các sinh vật đang dần tiến vào thế giới thực. Khi nguy kịch xác ướp Ai Cập lại xuất hiện, cô kịp thời cầm con gà nhựa lên thành công thu hút sự chú ý của con quái vật cứu Tass và Sarah một phen hú hồn. Nhưng sự nguy hiểm lại đẩy về phía cô ấy, Tass và Sarah hợp sức đẩy trụ cột khiến con quái vật vấp ngã và hất văng Victoria sang một bên. Phiến đá vì thế mà rơi xuống vực, Belgef liều mình lao xuống vực và thành công giành lại được phiến ngọc. Tass kịp thời cầm phiến ngọc và khiến quái vật cùng cổng địa ngục đóng lại, xác ướp cũng bị cuốn vào không gian đó. Khung cảnh Tass được mọi người công nhận vì thành quả nghiên cứu của mình hiện lên, thứ mà anh vẫn luôn muốn bấy lâu nay nhưng không hề có mặt của Sarah và những người bạn. Điều này khiến Tass nhận ra đây chỉ là một ảo ảnh. Anh nhanh chóng thức tỉnh và vứt phiến ngọc xuống vực sâu, quái vật địa ngục bị tiêu diệt, xác ướp đã trở lại bình thường, Belgef cũng tách đôi. Cả không gian đang dần sụp đổ, mọi người vội vàng chạy ra ngoài, cả nhóm ôm chầm lấy nhau. Cảnh sát vừa kịp xuất hiện, nhờ lời giải thích của nhóm khảo cổ, Tass đã được trả tự do và hài lòng với nhóm mới của mình, mọi người đều rất tuyệt vời. Một lần nữa Tass đã chứng minh dù bản thân vụng về ngốc nghếch, nhưng tình cảm của anh luôn là thứ đáng trân trọng nhất, vì tình yêu anh nguyện hy sinh bản thân. Vì bạn bè anh cũng không ngại hiểm nguy, dù có đi vòng quanh trái đất khó khăn bao nhiêu nhưng anh vẫn làm hết sức mình để có thể giữ những người quan trọng với cuộc đời anh được ở lại. Một sự hy sinh cao cả sẽ luôn nhận lại những điều xứng đáng.